Kính thưa quý vị, khai mạc hội nghị APEC 2012, tin từ Vladivostok. Tuần lễ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, đã được khai mạc tại thành phố Vladivostok. Phát biểu khai mạc tuần lễ hội nghị thượng đỉnh APEC, Thống đốc khu Primorye, ông Vladimir Mikhlushevsky nhấn định rằng Primorye là một trong những khu vực đang phát triển năng động nhất vùng Viễn Đông của Nga. Theo ông Mikhlushevsky, Primorye luôn mở cửa đón nhận đầu tư và đối thoại của đối tác, sẵn sàng hợp tác làm ăn cùng có lợi với các nước APEC. Cùng ngày, Diễn đàn Thanh niên Quốc tế đã bắt đầu làm việc theo chương trình tuần lễ hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây là diễn đàn thanh niên đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC. Diễn đàn thu hút được sự tham dự của các đại biểu sinh viên, nghiên cứu viên, các nhà khoa học, doanh nhân và chính trị trẻ đến từ Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Trung Cộng, Nam Dương, Brunei, Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Nam Hàn, Nhật Bản, Nga và Phi Luật Tân. Diễn đàn diễn ra trong 3 ngày này, tập trung thảo luận các vấn đề tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như là đề ra các đường hướng và giải pháp của mình. Cuộc họp các nhà lãnh đạo cấp cao của APEC diễn ra trong 3 ngày sẽ thống nhất các đề xuất chung cuộc lên các nhà lãnh đạo APEC tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 9. Cuộc họp này sẽ cũng tập trung vào thảo luận các vấn đề như tự do hóa thương mại và đầu tư, hội nhập kinh tế khu vực, củng cố an ninh lương thực, xây dựng các mạng lưới giao thông, hậu cần bền vững để bảo đảm phát triển và đổi mới công nghệ.